nho hàng trăm gốc ở bảy núi khiến du khách say mê. Cưỡi bạch mã đi lòng vòng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông bị xử phạt. Cabin xe container lật xuống đường, dân giải cứu tài xế đã bất tỉnh. Cháy lớn tại kho chứa thức ăn chăn nuôi ở Tiền Giang. Phút đời thường làm sống lại làng dệt thổ cẩm độc đáo của người Cơ Tu. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Trong những ngày đầu năm mới 2023, trên bờ biển dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang luôn nhộn nhịp cảnh bạn hàng tiểu thương tranh nhau thu mua một loài hải sản rất hiếm thấy, đó là ốc nhảy, được ngư dân lặn bắt từ vùng biển Trường Sa. Trên đoạn kè biển thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, các ghe thuyền đánh bắt biển khơi của ngư dân Khánh Hòa trở về từ vùng biển Trường Sa đã cập bờ với đầy ắp ốc nhảy. Ốc nhảy còn có tên gọi khác là ốc khiêu vũ nhờ vào đặc điểm di chuyển khá đặc biệt của chúng. Thường bật nảy lên để nhảy từ vị trí này sang vị trí khác rất nhanh, giống như khiêu vũ. Do thịt thơm ngon và có độ giòn dai nhất định nên ốc nhảy rất được thị trường ưa chuộng, nhất là các nhà hàng hải sản. Giá bán cho bạn hàng, các xe đông lạnh chờ sẵn để thu mua ngay tại bờ từ 150.000 đến 200.000 đồng một ký, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ, mang đến cho ngư dân một nguồn thu nhập đáng kể trong những ngày đầu năm mới. Ngư dân cho biết ốc nhảy có quanh năm, nhiều nhất là tại các đảo cạn vùng biển Trường Sa. Tưởng đâu chỉ khi đi đến tỉnh Ninh Thuận hay là khu vực miền Trung mới được tận mắt thấy những cây nho cho trái đẹp mắt. Thế nhưng tại vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, du khách hết sức bất ngờ khi đến tham quan vườn nho hàng trăm gốc đang cho trái trĩu cành. Vườn nho Thảo Nguyên, xã Âu Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa mở cửa đón khách từ trước Tết đến nay. Chủ vườn là ông Nguyễn Văn Hiển. Sau khi tìm tòi học hỏi cách trồng nho từ bạn bè và qua mạng xã hội, ông chuyển đổi 20 công đất trồng lúa sang trồng nho. Tết thì những ngày Tết thì ngày khoảng 2-3.000 người. Còn ngày thường thì ngày 200-300, chủ nhật thì cả khoảng 500-600 ngàn. Tham quan chụp hình với được ăn thử nho. Lâu có đi dịp đi núi Cấm đến An Giang thăm vườn nho, rất là thích thú. Vì cứ nghĩ là ra Ninh Thuận mới được thăm vườn nho, nhưng mà đến nơi đây thật rất là tuyệt vời. Hiện vườn nho của ông Hiển có trên 18 giống được thu thập từ các tỉnh miền Tây và Ninh Thuận, vườn đang cho trái trên diện tích 6 công đất. Ngày 15 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, cưỡi ngựa bạch đi lòng vòng trung tâm thành phố. Trước đó, ngày 14 tháng 2, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ hãng Bi cưỡi ngựa đi khắp các tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người dân xôn xao. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, tại giao lộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, tổ tuần tra kiểm soát của đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng PC08 yêu cầu người này dừng lại và cho ngựa di chuyển lên lề đường. Qua làm việc, người này tên DTN, 23 tuổi. Lực lượng chức năng xác định, theo luật giao thông, người đàn ông này đã vi phạm hai lỗi tại điều 10, khoản 1, điểm CD, nghị định 100 năm 2019. Theo đó, vi phạm của người này là không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố và điều khiển dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Lực lượng chức năng đã xử phạt ông N số tiền 160.000 đồng. Đồng thời, tổ công tác cũng giữ con ngựa lại và yêu cầu ông N phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới. Tới rạng sáng ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát xử lý hiện trường xe container tông giải phân cách, phần cabin lật xuống đường làm 5 tài xế bị thương. Theo camera nhà dân, gần 22 giờ tối cùng ngày, xe do tài xế Nguyễn Văn Cường, 37 tuổi, ngụ Đồng Nai, điều khiển, chạy trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, hướng từ huyện Bầu Bàng đi thành phố Thủ Dầu Một. Khi còn cách giao lộ DT741 khoảng 50m, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ loạng choạng rồi đầu xe quay ngược 180 độ.
sự cố làm chiếc container tông vào giải phân cách bằng bê tông. Phần cabin sau đó đã rơi khỏi đầu xe, lật nhào xuống đường. Tai nạn làm 5 tài xế bất tỉnh mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, người đi đường đã hỗ trợ phá cabin để đưa nạn nhân ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu. Tại hiện trường, hàng chục mét giải phân cách bị húc băng nằm ngổn ngang, dầu nhớt chảy tràn lan trên đường, phần đầu xe hư hỏng nặng. May mắn không có người thương vong. Nhận tin báo, công an có mặt điều tiết giao thông xử lý hiện trường. Một người dân ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trong lúc sửa điện đã bị điện giật ngã từ trên cao. Rất may ông đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ ứng cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Cụ thể, trưa ngày 15 tháng 2, ông VPP, 58 tuổi, ngụ tại hẻm 230 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, lên tầng 4 sân thượng căn nhà của mình ở để sửa điện bồn nước. Trong lúc đứng làm việc, ông P bị điện giật ngã từ trên cao khoảng 2 mét xuống bất tỉnh. Ngay khi nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tiến hành sơ cứu, băng bó nạn nhân, chuyển ra xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Người nhà ông P cho biết do cầu thang căn nhà và lối đi hẹp nên khi sự việc xảy ra, người nhà không thể đưa ông P xuống được. May nhờ lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt kịp thời. Được biết, thời điểm xảy ra vụ điện giật, bên trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông P. May mắn người nhà kịp phát hiện, gọi báo và lực lượng chức năng đến ứng cứu kịp thời. Ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân của một vụ cháy kho chứa phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của một doanh nghiệp tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 2, nhân viên của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông thủy sản TM ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho phát hiện khói bốc lên từ nhà kho chứa phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, khu vực nhà kho chứa phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cám bột mì, cháy ngún, phát sinh rất nhiều khói nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau khoảng hơn 1 giờ chữa cháy, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được đám cháy. Đám cháy nằm cạnh trạm xăng dầu, nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Do kho chứa cám nên đám cháy không bốc cao mà cháy âm ỉ nên rất khó dập tắt. Nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an thống kê làm rõ. Sài Gòn hay về Nguyên Thủy sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, từng là một trong những nơi lưu truyền nghề dệt thủ công nổi tiếng của người Cơ Tu vùng cao Quảng Nam. Nhưng làng dệt Gia Ra, xã Tà Bờ Hinh ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có giai đoạn tưởng như biến mất do sức đổ bộ của hàng may mặc công nghiệp. Nhưng nhờ nỗ lực của cộng đồng và chính quyền địa phương, những bộ trang phục lộng lẫy được đan tỉ mỉ từ bàn tay của các nghệ nhân Cơ Tu đã hồi sinh, đưa ra thị trường trong và ngoài nước. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến thăm làng dệt có truyền thống lâu đời này quý vị nha. Làng dệt Gia Ra, một ngôi làng bình yên với cộng đồng đa phần là người Cơ Tu, quần cư lâu đời, đã sinh ra nghề dệt thổ cẩm nức tiếng một thời và nay đang được lưu truyền, tiếp nối. Đến Gia Ra những ngày này, dễ dàng thấy cảnh những chị em phụ nữ Cơ Tu trong trang phục truyền thống, tỉ mẩn dùng khuôn dệt để hoàn thiện chi tiết các sản phẩm dệt tay mang hoa văn đặc sắc của người Cơ Tu. Cái dệt thổ cẩm của người Cơ Tu này là sắp xếp là từ lâu rồi. Từ bà truyền lại cho mẹ, mẹ truyền lại cho con, như vậy mà truyền cho tới nay. Chị ở đây chị em phụ nữ Cơ Tu của Gia Ra này thì hồi xưa là rất là ít người biết dệt. Nhưng từ khi đó là nói chung là cái dệt nó là gần như mai mòn rồi. Sau đó là từ năm 2001 thì được tổ chức FIDR và của huyện với lại xã hỗ trợ thì chị em sẽ khôi phục lại và thành lập thành một cái nhóm. Xong đó là nhóm đó từ ban đầu thì 5 người tham gia, sau đó dần dần đến 20 chị tham gia. Sau đó thì đến năm 2011 thì nhóm sẽ thành lập một hợp tác xã. Thì trong đó thì có tới 25 thành viên chị em tham gia vào cái hợp tác xã này dệt. Những người lớn tuổi ở Gia Ra cho biết trong quá khứ Gia Ra là một trong những ngôi làng rất nổi tiếng về nghề dệt. Những bộ trang phục truyền thống được người dân ở đây dệt tay làm ra không chỉ cung cấp cho đời sống thường ngày mà còn trở thành các vật quý làm quà tặng, được lùng mua và trở thành niềm tự hào của phụ nữ Cơ Tu. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, sự đổ bộ của hàng hóa công nghiệp đã khiến làng dệt mai một dần, có lúc gần như Gia Ra không còn một khung dệt nào còn hoạt động.
Đây là trang sản phẩm là một bộ váy của chị em phụ nữ của tôi. Đây là một bộ, đây là những cái dây là gọi là trang sức của chị em phụ nữ. Để mình dệt được một cái tấm này nó cũng hơn một tháng. Đứng trước nguy cơ thất truyền nghề dệt, chính quyền huyện Nam Giang và các tổ chức phi chính phủ đã sáng tay thực hiện đồng loạt các chính sách hỗ trợ. Từ năm 2001 đến nay, nhờ sự giúp đỡ của Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Quốc tế Nhật Bản, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu bắt đầu khôi phục và phát triển. Hợp tác xã làng dệt thổ cẩm Sara được thành lập thu hút gần 50 phụ nữ trong làng tham gia. Từ chỗ trước đây, chị em phụ nữ làm nghề dệt tại nhà, nay tập trung may, thêu, dệt tại cơ sở hợp tác xã. Đây cũng là nơi giới thiệu và bán sản phẩm cho du khách đến tham quan. Và về phía huyện ủy thì có rất nhiều cái chủ trương, chính sách hỗ trợ cho bà con. Đặc biệt là ban nhân huyện tận dụng các cơ chế, lồng ghép thì có chương trình mục tiêu, rồi có cái chương trình nguồn vốn của sự nghiệp và văn hóa. Tôi hỗ trợ cho bà con là về khâu phục là nhà dệt, nhà may, nhà trưng bày và lồng ghép các cái chương trình, các cái nguồn kinh phí từ cái chương trình ô cốp. Tôi hỗ trợ cho bà con để phát triển sản phẩm. Ngoài ra thì huyện cũng có liên đới với tổ chức ABGR, rồi cùng với các cái cơ sở ban ngành của tỉnh thì đặt hàng những cái sản phẩm mà làm quà kỷ niệm thì để bà con tiếp tục duy trì và phát triển thêm sản phẩm. Các du khách đến sẽ trải nghiệm về cái món ẩm thực, trải nghiệm về các hoạt động thường ngày của bà con, ví dụ như là các hoạt động sản xuất, hoạt động chăn nuôi, rồi các hoạt động sen bát hái lượm của bà con. Sau khi mà tham quan các cái điểm du lịch của cộng đồng ở Trà Vinh thì sau đó sẽ mời du khách sẽ đến thăm và chiêm ngưỡng cái làng dệt thổ cẩm Sara. Tại đây thì sẽ xem bà con dệt, rồi xem bà con trưng bày các sản phẩm, và thậm chí là ai có nhu cầu mua bán thì bà con sẽ bán. Thì đó cũng là một cái du lịch gắn kết cộng đồng, từ du lịch cộng đồng rồi đến điểm du lịch Sara để bà con có thu nhập càng thêm. Các sản phẩm của làng dệt Sara đều do họa sĩ thiết kế, từ kiểu dáng, màu sắc đến chủng loại. Đến nay, các nghệ nhân đã nghiên cứu phục dựng hơn 40 loại sản phẩm dệt truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Đáng chú ý, có những mẫu rất đẹp, tưởng đâu bị mai một thì đã được các cụ cao tuổi trong làng phục hồi, đưa vào sản xuất. Trong đó, nhiều sản phẩm thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.